sinh đang khơi, hiện con được 5 tuổi. Năng khiếu của con là nói tiếng Anh dễ hiện đại, hiểu thời trang và đặt chuẩn xong của anh Việt luôn đấy. Cuối cùng là làm chăn gạo mini, mẫu đơn giản dành cho trẻ em. Con có một cái đuôi ruồi dài hơn 43 cm, rất đặc biệt và độc đáo, lại không đụng hàng. Hôm nay con hờ hững khi được đến tham dự sinh nhật của anh Nguyễn Quang Phát. Con xin tặng cả nhà bài nhảy hiện đại có tên gọi Buckingham Remix ghép với Tuko Sita. Xin mời mọi người cùng thưởng thức và cổ vũ cho con nhé. Dành những tràng pháo tay thật to để tiếp thêm sức mạnh cho người ngoài hành trình.